Bạn hãy nhìn vào ngón chân của mình xem nó tương ứng với dạng số mấy, rồi đọc lời giải mã bên dưới. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Chiều dài của ngón chân nói gì về bạn? Giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giải mã. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Viettel. 1. Ngón chân cái. Nếu ngón chân cái của bạn dài hơn các ngón chân khác thì nghĩa là bạn sáng suốt và sáng tạo. Bạn sáng tạo ra cách giải quyết vấn đề riêng biệt và suy nghĩ bao quát. Tuy nhiên, bạn cảm thấy khó tập trung và có xu hướng bỏ giữa chừng kế hoạch. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu ngón chân cái nhỏ hơn các ngón chân khác thì nó biểu thị khá nhiều điều trái ngược. Bạn là người đa năng nhưng bạn có xu hướng làm mọi thứ theo sách vở, dập khuôn. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. 2. Ngón chân thứ hai. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu ngón chân thứ hai dài hơn thì bạn có tài lãnh đạo thiên bẩm. Bạn rất giỏi trong việc quản lý con người và phối hợp làm việc. Bạn tràn đầy năng lượng, tháo vát và dám hành động theo niềm tin. Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Nếu ngón chân thứ hai ngắn hơn các ngón chân khác thì nghĩa là bạn có thể gặp khó khăn khi tự mình lập nghiệp, mặc dù bạn là người giỏi giang. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. 3. Ngón chân thứ ba. Giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu ngón chân thứ ba dài thì bạn có tính cách năng động và thành công trong công việc. Ngón chân này liên quan đến năng lượng và ý chí của bạn. Bạn là người cầu toàn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu ngón chân thứ ba ngắn, có nghĩa bạn sống đơn giản và biết tận hưởng những điều nhỏ nhặt. 4. Ngón chân thứ tư. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Lần đầu tiên trong lịch sử bắt được quái vật vũ trụ, tiên tri của anh tanh thành sự thực xem tướng mũi, nhận biết nhà lãnh đạo bẩm sinh, hấp dẫn và đầy quyền uy. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu ngón chân thứ tư dài và thẳng thì bạn là người quan tâm sâu sắc đến cuộc sống gia đình. Bạn là người biết lắng nghe và ưu tiên vấn đề cá nhân. Gia đình là nơi cho bạn sức mạnh. Nếu ngón chân thứ tư ngắn và cong hơn thì bạn là người hay lo lắng. Bạn cần thư giãn, tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho gia đình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. 5. Ngón chân út. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu ngón chân út rất nhỏ cho thấy bạn không đảm đương tốt mọi trách nhiệm, tuy nhiên bạn dễ chán nản, mất tập trung. Bạn là người thích đùa nhưng không thích chịu trách nhiệm. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu ngón chân út cử động độc lập với những ngón khác, nó cho thấy bạn thích phiêu lưu, bốc đồng. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nguồn bài và ảnh: Usebhu Info.